Đây nha mọi người, cái sao cạc Rme Baby Pharaoh, hàng vừa về mọi người ha. Con này thì là new như mới, còn nguyên cái hộp giấy luôn nè mọi người ha. Con này thì bây giờ giá mới rất là đắt nha mọi người. Cái này là line new như mới luôn. Con này giá mới bây giờ giá nó tầm 20 mấy triệu một con nha mọi người. Về con này thì giá rẻ hơn mới cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng không có giá ve chai đâu nha. Đó, bên trong có sổ sách giấy tờ đầy đủ này. Đó, đầy đủ hết như mới luôn. Tháo cho mọi người xem bên trong. Đây, hộp nhựa đồ của nó tất cả như mới. Bên trong này mọi người ha, mới nó, con này giống này, chưa sử dụng luôn này. Đó, con này hàng chưa sử dụng luôn nha mọi người. Bên trong cái cạc, để mình lấy cái cạc cho mọi người xem. Là mình đang có con, mình cũng đang dùng một con rất là bền. Đây mọi người nhá, mới tinh luôn này. Đó, mới tinh luôn nha mọi người. Đây, cái này mình cầm dính mồ hôi. Mới luôn, line new, như mới luôn mọi người ha. Đấy, cái này gọi là hàng mới luôn đấy mọi người nhá. Con này giá 18 triệu nhá, giá công khai 18 triệu. Đó, 18 triệu, mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Cường ha. Con này mới luôn, chưa sử dụng luôn. Hàng này là chưa qua sử dụng luôn mọi người. Đây, chưa qua sử dụng luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Cường với số điện thoại là 0946 73 4646.